Khác với chọn ngày lành để tiến hành hỷ sự, chọn ngày cúng kiến và lau dọn bàn thờ thì nên chọn ngày âm. Tính theo đốt ngón tay, ngón lẻ là dương, ngón chẵn là âm. Ví dụ, Tý, Dần, Thìn, Ngọ là số lẻ là ngày dương. Sửu, Tỵ, Mão, Mùi, số chẵn là ngày âm, hay còn gọi là ngày trừ. Chọn ngày cúng kiến lau dọn bàn thờ trong nhà nên chọn những ngày hành âm. Chọn ngày để trấn áp quỷ thần, chọn ngày hành âm hoặc ngày Long Hổ. Ngày Long Hổ là ngày Thìn và Dần, là hai ngày phù hợp cho việc trấn áp quỷ thần. Cõi ta sống là không gian ba chiều, ngay cùng không gian nhưng nhãn thức, nhĩ thức sẽ không như nhau. Giả dụ trẻ em trước 8 tuổi có khả năng thấy được ánh sáng vùng phổ quang rất thấp, có thể thấy được linh giới. Xung quanh ta rất nhiều loại sóng ta không thể thấy được, như sóng wifi, sóng điện thoại. Việc ta cúng kiến là tôn kính những vị ở thế giới bên kia, hãy cẩn trọng khi cầu xin. Cầu xin khi được chưa hẳn là phúc. Thế nào là ngày đại sát? Có một ngày hung sát là ngày Canh Thân. Theo ghi chép thì đây là ngày nhiều sát khí. Người xưa đã tính theo vòng 60 giáp Tý, lấy 10 can cộng 12 chi gộp lại thành một vòng 60. Trong mệnh lý thường vào năm 60 tuổi sẽ phạm phục ngâm. Giả dụ tuổi Canh Tuất, đến 60 tuổi gặp năm và vận Canh Tuất ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Theo 60 giáp Tý, 60 năm sẽ có một năm Canh Thân, 60 tháng cũng một tháng Canh Thân và 60 ngày sẽ có một ngày Canh Thân. Canh hành kim và thân cũng hành kim, kim vượng là sát. Vào ngày tháng Canh Thân, nhiều việc không may thường xảy ra vào ngày này. Tâm tánh con người dễ cực đoan hơn. Ví như đến ngày rằm, do lực hút của mặt trăng có hiện tượng chiều cường trên địa cầu. Trong sách Tứ Trụ đã ghi chép về ngày Canh Thân này. Và ngay cả hàng ngàn mệnh lý Khải Toàn đã xem qua, 100 người mệnh ngày Canh, hơn 80 người đường tình cảm kém, đa phần là nữ. Nếu Nhật Can là Canh, tức ai sinh mệnh ngày Canh, trong Tứ Trụ xuất hiện thêm Tuất hoặc Thân, tỷ lệ thì lên đến 95 trên 100 trường hợp. Thường là nhiều chướng ngại đường tình cảm, khó tìm được đối tượng tình cảm viên dung trước 40 tuổi. Những người sinh ngày Canh hành kim hoặc tháng Canh Thân sẽ có tính cách và lời nói nhiều sát, dễ gây hiểu nhầm. Dù có rất nhiều phương pháp chọn ngày lành, chư vị hạn chế chọn ngày Canh Thân. Tổ sư nói về Tam Thi Thần, hay còn gọi là Ba Hồn Bảy Vía. Người xưa cho rằng trên cơ thể người có Tam Thi Thần, tức ba vị thần trong cơ thể. Thượng Thi Thần quản phần đầu, làm cho ta tham lam, mụ mị. Trung Thi Thần quản dạ dày, làm cho ta ham ăn, mê đắm hưởng thụ. Hạ Thi Thần quản bàn chân, làm cho ta si mê dục vọng, làm điều quấy phá. Khi con người chết đi, họ sẽ biến thành quỷ, vì quỷ mới thọ nhận vật tế. Đối trị với Tam Thi Thần là thiện thần và ác thần ở hai vai ta. Cứ 60 ngày vào ngày Canh Thân, Tam Thi Thần sẽ tâu lại với trời. Trong 10 cõi, cõi trời quản cõi người và cõi thần, tâu lại những việc thiện ác ta đã làm. Ngày Canh Thân vừa là kim vượng, vừa là mật mã nhiều sát. Phàm những người có mộc hỏa vượng có thể chống đỡ ngày tháng kim nhiều này. Tuy nhiên, người có công phu tu tập sẽ giảm họa đáng kể. Chư vị sơ học tu sửa, đừng vội tin vào những điều trên. Hãy tự mình khảo nghiệm. Giả dụ những lúc thời vận kém, vận khí suy, tâm mình như thế nào, những người mình gặp, những nơi mình đến đều bất như ý. Khi vận khí suy, từ trường sẽ tương ưng, khó gặp được thiện tri thức. Hành thiền là phương pháp đơn giản giúp tâm an tịnh, cảm thọ những gì đã trải qua. Mời chư vị xem tiếp các chương tiếp theo của nhóm học phong thủy cơ bản. Người học nhóm cơ bản tự mình tra được những mật mã của một lá số trong mệnh lý theo bát tự tứ trụ. Có thể ứng dụng phong thủy loan đầu, phong thủy nhà ở giúp từ trường hài hòa. Môn học nào cũng cần phương trình và phương tiện, phong thủy và tu học cũng như thế. Biết phương pháp, tìm được phương tiện phù hợp, có thầy lành bạn tốt, ta dễ dàng đến đích. Ngược lại, không biết phương pháp sẽ nhiều gian nan và có thể sẽ không đến được đích. Ví như mua một món đồ luôn có hướng dẫn kèm theo.
Học phong thủy là tu sửa từ trường của bản thân và không gian sống. Tu học theo giáo lý trong kinh là tu sửa tâm tánh. Những lời trong kinh giúp ta sửa đổi hành vi. Thay đổi từ trường không gian sống là thay đổi bên ngoài. Chỉnh sửa hành vi là thay đổi bên trong. Đủ công phu sẽ đạt được thành tựu. Khải Toàn rất cảm mến chư vị Bồ Tát đã dành nhiều thời gian xem hết 1/2 bài của nhóm 1. Đây thật là duyên lành khi được chư vị mở lòng.